Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam trước trận Ả Rập Xê Út. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bị đánh giá yếu hơn ở trận làm khách trước đối thủ Saudi Arabia. Mọi thống kê từ kinh nghiệm tới chất lượng đội hình đại diện Tây Á đều vượt trội so với tuyển Việt Nam. Sẽ là khôn ngoan nếu lựa chọn thế trận phòng ngự chặt và chờ đợi sơ hở từ đối thủ thay vì sang đội hình thiên về tấn công. Chúng tôi xin điểm qua vài phương án chiến thuật mà tuyển Việt Nam có thể áp dụng trước đối thủ Tây Á. Sơ đồ sở trường. Huấn luyện viên Park xây dựng sơ đồ cho các tuyển Việt Nam với phong cách chơi với 3 trung vệ. Trong đó sơ đồ 3-4-3 được coi là sở trường và chứng minh hiệu quả rõ rệt ở những giải trước đây. Đây là sơ đồ có tính linh hoạt cao. Cùng với việc lựa chọn cầu thủ đa nhiệm của thầy Park, tuyển Việt Nam có thể hoán đổi chiến thuật dễ dàng mà không cần dùng đến quyền thay người. Tuy nhiên, việc chưa tìm được người thực sự đủ khả năng chám vào vị trí hùng dũng vẫn là khó khăn lớn cho đội tuyển. Huấn luyện viên Park sẽ phải tìm người thay thế phù hợp nếu vẫn muốn dùng sơ đồ này. Ngay khi thông tin Bùi Tiến Dũng chấn thương và bỏ lỡ trận đấu sắp tới, bình luận viên Vũ Quang Huy dự đoán tuyển Việt Nam vẫn trung thành với chiến thuật sử dụng 3 trung vệ trên sân. Chúng ta không được theo dõi đầy đủ quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam nên tôi không rõ liệu có phương án chiến thuật nào khác không. Nhưng tôi cho rằng huấn luyện viên Park vẫn sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. Nếu vậy, việc triển khai sơ đồ chiến thuật quen thuộc với những nhân tố đã nhuần nhuyễn với nhau qua nhiều giải đấu là lựa chọn phù hợp. Sơ đồ 5-4-1, tập trung phòng ngự. Tại vòng loại thứ 2, tuyển Việt Nam nhận thất bại duy nhất khi đối đầu UAE ở lượt trận cuối. Những điểm yếu trong khâu phòng ngự đã bị lộ ra và thầy trò ông Park Hang-seo phải sửa chữa bằng mọi cách khi đối thủ tại vòng loại 3 sẽ mạnh hơn rất nhiều. Gia cố lại khu vực phòng ngự chắc chắn là ưu tiên hàng đầu và việc sử dụng 5 hậu vệ sẽ được tính đến. Vẫn là bộ 3 trung vệ, nhưng nhiệm vụ phòng ngự được san sẻ bởi 2 cầu thủ chạy cánh, lùi sâu trở thành hậu vệ. 2 tiền đạo cánh cũng trở thành tiền vệ để đảm bảo đủ nhân sự hiện diện ở giữa sân. Saudi Arabia chơi tấn công đa dạng, khả năng tấn công biên là điểm mạnh của đội bóng Tây Á. Vì vậy, tập trung nhiều nhân sự ở hàng thủ là phương án tốt để hạn chế sức mạnh từ đối phương. Sự hiện diện của tiền đạo mục tiêu giỏi lựa chọn vị trí như Tiến Linh đảm bảo cho tuyển Việt Nam cơ hội trừng phạt đối phương bằng những đợt phản công nhanh. Tiến Linh cũng là mẫu cầu thủ chạy chỗ tốt, thích hợp để những đường truyền dài phát động của Quế Ngọc Hải trở nên nguy hiểm hơn. Gia cố khu vực giữa sân. Tiền vệ phòng ngự là khu vực trọng yếu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lần này. Trước những đối thủ hàng đầu châu lục, phòng ngự từ xa, giảm áp lực lên khung thành đội nhà là bài toán cần tính đến. Vấn đề với tuyển Việt Nam vẫn là thiếu nhân sự phòng ngự tốt ở tuyến tiền vệ. Ngoài Đức Huy, ông Park không còn tiền vệ trung tâm thuần phòng ngự nào trong tay, vì thế gia tăng số lượng người hiện hữu ở khu vực này nhằm bù đắp chất lượng là nước cờ thông minh. Theo quan điểm của bình luận viên Ngô Quang Tùng, tuyển Việt Nam chủ động chơi phòng ngự là điều không khó để lý giải. Song cách thức ra sao mới là điều đáng bàn. Bình luận viên này cho rằng khu vực giữa sân nên được quan tâm nhiều hơn trong bối cảnh nhân sự khu vực này khá mỏng. Phòng ngự không có nghĩa là co cụm chịu trận, là cố gắng phá bóng ra xa khung thành nhất có thể trong suốt 90 phút trên sân. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng ngự từ xa, chủ động cầm bóng, thậm chí sẵn sàng phát động tấn công khi đối thủ sơ hở. Quang Tùng nêu quan điểm. Đội hình 6 trung vệ. Huấn luyện viên Park đã thử nghiệm Duy Mạnh đá tiền vệ trụ. Nếu tìm được phương án tốt cho bộ 3 trung vệ, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tung ra đội hình với 6 cầu thủ có thể chơi ở vị trí này. Bộ 3 trung vệ với Trần Đình Trọng đứng ở trung tâm, Duy Mạnh dâng cao hơn, trở thành tiền vệ trụ. Thầy Park có thể sử dụng Văn Thiết ở hành lang cánh trái. Tại câu lạc bộ Viettel, cầu thủ quê Thanh Hóa từng được sử dụng ở cả vị trí trung tâm lẫn hậu vệ cánh trái, thể hiện tương đối tốt. Hành lang cánh phải do Hồ Tấn Tài đảm nhiệm. Hậu vệ người Bình Định có thể chơi trung vệ khi cần. Đây là phương án mang nhiều tính tình thế bởi Trọng Hoàng, Văn Thanh hay Hồng Duy thể hiện tốt ở vòng loại vừa qua và nếu không gặp quá nhiều vấn đề, huấn luyện viên Park sẽ không sử dụng đến tân binh Văn Thiết hay Hồ Tấn Tài. Tin tiếp theo, trước thềm AFC Asian Qualifier Road to Qatar, huấn luyện viên Park Hang-seo chọn Văn Lâm hay Tấn Trường. Sau thời gian chuẩn bị, tuyển Việt Nam tiếp tục chinh chiến tại AFC Asian Qualifier Road to Qatar. Nhưng cơn bão chấn thương đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của huấn luyện viên Park về đội hình ra sân. Theo dõi quyết định của ông Park trực tiếp trên FPT Play và truyền hình FPT. Văn Lâm hay Tấn Trường là bài toán đau đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau gần 2 năm, cái tên Văn Lâm mới xuất hiện trở lại trong danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, thủ môn Sergio Ishizaka là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park trong suốt năm 2018-2019. Tuy nhiên, từ 2020 đến nay, Văn Lâm trải qua khoảng thời gian không thành công. Chuyển sang Sérigraphie Osaka thi đấu, nhưng Văn Lâm không có cơ hội ra sân tại J-League. Anh thiếu những trận đấu cụ thể để duy trì cảm giác sân cỏ, dù chất lượng tập luyện thì hoàn hảo. Anh chỉ được bắt chính 2 trận tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản và AFC Champions League 2021. Ở phía đối diện, Bùi Tấn Trường trở thành một hiện tượng tại tuyển Việt Nam hiện tại. Lão tướng của câu lạc bộ Hà Nội thi đấu ấn tượng ở 3 trận cuối vòng loại 2, góp công lớn và tấm vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Ở tuổi 36, Tấn Trường vẫn ổn định, dẻo dai, bắt bóng bổng tốt và phản xạ ấn tượng. So với Tấn Trường, Văn Lâm có lợi thế là sức trẻ cùng kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài. Nhưng thời gian tập luyện cùng đồng đội ít ỏi có thể là hạn chế khiến Lâm Tây phải ngồi dự bị. Khả năng ra sân liệu có đến với các tân binh? Những tân binh của đội Việt Nam dù mới có đợt tập trung đầu tiên nhưng đã có những màn thể hiện được đánh giá cao, họ phần nào đã thể hiện được năng lực vốn có của mình. Ngoại trừ Lê Tiến Anh, cầu thủ phải nghỉ thi đấu do chấn thương, các tân binh của tuyển Việt Nam để lại dấu ấn trong trận giao hữu đội tuyển quốc gia và đội U22. Hồ Tấn Tài và Phạm Tuấn Hải đều lập công, Trương Văn Thiết có một đường kiến tạo thành bàn. Đây là tín hiệu vui đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Cả Tuấn Tài và Tuấn Hải đều là gương mặt triển vọng. Tuấn Tài ghi 5 bàn cho Sông Lam Nghệ An tại V-League mùa trước, có lối chơi hiện đại, trực diện, di chuyển thông minh và thi đấu xông xáo. Nỗ lực trong áo Sông Lam Nghệ An giúp Tuấn Tài có một hiệu suất triệu tập lên đội tuyển. Tuấn Hải đã có 2 mùa đá V-League cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, nhưng Hải bé đã ghi 4 bàn thắng từ đầu mùa, nổi bật có siêu phẩm vào lưới câu lạc bộ Hà Nội. Cộng thêm bàn thắng vào lưới U22 Việt Nam chiều 19 tháng 8, Hải bé đang tiến gần hơn với một suất sang Saudi Arabia. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang muốn làm mới hàng tấn công bằng việc yêu cầu các cầu thủ thi đấu gắn kết đa dạng hơn để tránh bị đối thủ bắt bài. Muốn vậy, ông cần những nhân tố mới để cải tiến lối chơi, đồng thời tạo ra sức cạnh tranh cho cầu thủ đá chính, tránh cho đội hình bị sức ì, giữ chân do V-League tạm dừng quá lâu. Ở hàng phòng ngự, Văn Thiết nổi lên là lựa chọn tiềm năng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có ý định đẩy Đỗ Duy Mạnh lên đá tiền vệ trụ, nên có thể Văn Thiết sẽ được tính toán cho vị trí trung vệ. Văn Thiết có kinh nghiệm 3 năm chơi V-League cùng câu lạc bộ Viettel, được đánh giá là mẫu tiền vệ lan xả không ngại va chạm. Tuy nhiên, Văn Thiết muốn chen chân vào hàng phòng ngự lại là chuyện không hề dễ dàng. Trong 3 năm qua, huấn luyện viên Park ưu tiên bộ ba Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải ở hàng phòng ngự. Để đạt được sự tín nhiệm của huấn luyện viên Park, rõ ràng Văn Thiết cần chứng minh nỗ lực bản thân trên 100% khả năng của mình. Tuy vậy, nhìn vào nhân sự tuyển Việt Nam hiện tại, người hâm mộ có thể cảm thấy sự yên tâm. Các cầu thủ được triệu tập đều thể hiện sự đa năng trong vị trí. Thêm vào đó, việc tập trung từ sớm giúp họ hiểu hơn về lối chơi của nhau. Mối liên kết của họ mạnh mẽ, chặt chẽ, khiến cho dù có thay đổi ở vị trí nào, các cầu thủ cũng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tin tiếp theo, Kiatisak gửi lời chúc tới tuyển Việt Nam trước hành trình lịch sử. Thưa quý vị, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai dành những lời chúc may mắn cho tuyển quốc gia Việt Nam ở trận gia quân tại AFC Asian Qualifier Road to Qatar, vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á. Mới đây, huấn luyện viên Kiatisak đăng lên trang cá nhân bức ảnh ông trò chuyện cùng các thành viên trong ban huấn luyện đội bóng phố núi. Di Cô Thái không quên gửi kèm lời chúc may mắn. Chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt và may mắn. Dưới bài đăng, nhiều khán giả Việt Nam tỏ ra vô cùng hào hứng, thích thú trước hành động của Kiatisak. Ngay sau khi đăng tải lời chúc của Kiatisak nhận được nhiều lượt tương tác từ người hâm mộ. Kể từ khi thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, đến lúc nhận được lời bầu đức trở lại Việt Nam, Kiatisak luôn nhận được tình yêu mến của mọi người. Trước đó, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy được vợ của Kiatisak gửi lời động viên. Phu nhân của Zico viết, chúng tôi sẽ cổ vũ các bạn từ Thái Lan. Trong danh sách cầu thủ tham dự trận gặp Ả Rập Xê Út, Hoàng Anh Gia Lai đóng góp tới 5 cầu thủ, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn. Trước khi họ lên đường làm nhiệm vụ cùng tuyển quốc gia, Kiatisak gửi lời chúc đến học trò. Hiện huấn luyện viên Kiatisak đang trong kỳ nghỉ phép cùng gia đình. Ông trở về Thái Lan sau chuyến đi khá gian nan vất vả. Trước thông tin sẽ trở lại dẫn dắt vào chiến, Kiatisak cho biết, người hâm mộ rất muốn tôi quay trở lại dẫn dắt tuyển quốc gia Thái Lan, giới truyền thông cũng mong muốn như vậy. Tuy nhiên hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp, rất nhiều người có thể đảm nhận được công việc này, không chỉ riêng tôi. Thời điểm này tôi đang tập trung cho công việc của mình tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!